Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, cúng thần tài thổ địa được xem là một nét đẹp tâm linh từ thời xa xưa của người dân Việt. Bởi khi thờ cúng các vị thần này, gia chủ đều mong muốn có được những điều may mắn, sự bình yên, tài lộc và vượng khí cho gia đình mình. Tuy nhiên hiện nay, nhiều người vẫn nghĩ tiền bổng khấn với tư tưởng trần sao âm vậy. Thế nhưng chuyên gia phong thủy đã dặn, vào ngày 23 tháng chạp này, nếu muốn thần tài phát huy tác dụng, trước tiên bạn phải khấn đúng bài và đặt một thứ này lên bàn thờ. Để biết đó là những nguyên tắc nào, mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Vâng thưa quý vị, thần tài chính là một vị thần giúp trông coi tiền bạc và mang lại tài lộc may mắn cho các gia đình. Vị thần này được nhắc đến với hình dạng của một ông lão với bộ râu, mái tóc bạc trắng. Ở trên tay có cầm thêm thỏi vàng, đội mũ máu và diện bộ trang phục trông rất trang nghiêm, chỉnh tề. Khuôn mặt của ngài trông rất hiền lành và phúc hậu. Còn đối với ông Địa hay còn được biết tới là ông Thổ Công, vị thần này thường được các gia đình thờ cúng chung với thần tài. Ngài sẽ giúp cai quản cho khu đất mà các gia đình đang sinh sống. Hình ảnh ông Địa gắn liền với hình ảnh của một ông lão với chiếc bụng to tròn. Ở phía trên tay có cầm theo chiếc quạt và có khuôn mặt nhân hậu, hiền lành. Mặc dù thờ cúng thần tài thổ địa ở trong nhà, nhưng chưa chắc người dân đã hiểu được rõ về ý nghĩa của việc thờ cúng này là gì. Theo quan điểm từ thời xa xưa của người dân Việt Nam, vào ngày mùng 1, ngày rằm hàng tháng hay những ngày đầu năm, các gia đình thường làm lễ cúng thần tài thổ địa. Mục đích của việc thờ cúng các vị thần này là muốn cầu xin sự bình an, sức khỏe dồi dào, công việc thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và mang tới nhiều tài lộc, vượng khí. Đặc biệt với những người làm ăn, buôn bán, kinh doanh nhỏ lẻ khác thì việc thờ cúng ông thần tài thổ địa còn nhằm mục đích buôn may bán đắt, thuận buồm xuôi gió và mang tới nhiều tiền bạc, tài lộc nhất. Việc thờ cúng này có thể sẽ được diễn ra hàng ngày hay hàng tháng và tùy thuộc vào quan niệm của mỗi gia đình. Vậy nên khấn thần tài như thế nào trong ngày 23 tháng chạp này? Sau đây là văn khấn ông Công ông Táo được lưu truyền trong dân gian. Đọc 3 lần câu Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lại ngài Đông chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Tín chủ con là Ngộ Tại. Nhằm ngày 23 tháng chạp, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến tôn thần, đốt nán tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Chúng con kính mời ngài Đông chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Phòng theo lệ cũ, ngài là vị chủ ngũ tử gia thần, soi xét lòng trần, táo quân chứng giám. Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cuối xin tôn thần gia ân châm trước, ban lộc ban phước phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già an ninh khang thái. Giải tấm lòng thành, cuối xin chứng giám, cẩn cáo. Nam mô A Di Đà Phật. Đọc 3 lần. Vâng thưa quý vị, nhiều người tuy đã khấn thần tài thổ địa theo đúng quy trình, nhưng không cảm thấy nhận được may mắn tài lộc từ các ngài, mà thậm chí còn gặp khó khăn trong kinh doanh, làm ăn, buôn bán. Vì vậy khi cúng ông địa thần tài, các gia chủ cần phải nắm được những quy tắc, điều cần thiết nhất để giúp cho thờ cúng trở nên linh nghiệm hơn. Cụ thể đó là: thứ nhất, công tác chuẩn bị trước khi cúng ông địa thần tài. Để cúng ông địa thần tài được đạt ý muốn, trước khi cúng, gia chủ cần chú ý đến một số điều cơ bản sau đây. Hai vị thần này rất ưa sạch sẽ, thơm tho, do đó trước khi cúng cần phải vệ sinh, lau chùi bàn thờ thần tài thổ địa sạch sẽ, gọn gàng và cẩn thận. Để tẩy trần, gia chủ sử dụng nước lá bưởi và dùng một chiếc chậu sạch đổ nước sạch và pha thêm rượu trắng để tắm rửa cho tượng ông địa thần tài. Sau đó lau dọn bàn thờ sạch sẽ nhất. Cúng ngày vía thần tài nên chuẩn bị mâm cúng mặn. Những đồ cúng thường sử dụng đó chính là gà luộc, heo quay,
các loại hoa quả và nước uống hàng ngày. Khi cúng thần tài, thổ địa không sử dụng hoa quả giả mà cần mua hoa quả còn tươi, ngon. Thần tài có sở thích ăn cua biển, tôm và chuối chín, còn ông địa sẽ có sở thích là hút thuốc lá, uống cà phê. Vì vậy, khi cúng thần tài thổ địa, gia chủ nên biết và ưu tiên lựa chọn những món đồ này hàng đầu, bởi đây sẽ là cách bày tỏ về tấm lòng thành kính của gia chủ đối với những vị thần này. Thứ hai đó là cách tắm cho ông thổ địa thần tài. Nhiều gia chủ cũng rất quan tâm tới cách tắm cho ông thổ địa thần tài, sao cho chuẩn nhất. Khi tắm cho hai vị thần này, gia chủ cần phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như lựa chọn ngày giờ để tắm, loại nước sử dụng để tắm và quy trình tắm được diễn ra như thế nào. Nếu gia chủ nào biết cách tắm cho thần tài thổ địa thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian công sức. Việc tắm cho hai vị thần này sẽ mang một ý nghĩa lớn và nó có ảnh hưởng nhiều tới vận may, tiền tài, tài lộc của gia chủ, đặc biệt với những gia đình làm ăn kinh doanh. Khi tắm cho ông thần tài thổ địa, gia chủ có thể thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, vào các ngày quan trọng, không thể bỏ qua việc tắm cho các vị thần này, đó là ngày mùng 1, ngày rằm và ngày vía thần tài, và ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch. Nước dùng để tắm cho thần tài thổ địa là nước bưởi và gừng đun sôi để nguội tầm 40 độ C và được tắm trong chậu sạch. Khăn dùng để tắm cho hai vị thần này cũng phải là khăn sạch, chỉ dùng trong việc tắm cho các ngài và không sử dụng cho các mục đích khác. Để rước tài lộc, tiền bạc và may mắn vào nhà thì việc thờ cúng thần tài thổ địa hết sức quan trọng. Do đó khi cúng các vị thần này, gia chủ cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau đây. Thứ ba là các lễ vật cần thiết để cúng thần tài thổ địa. Theo quan điểm dân gian, ngày 23 tháng Chạp là ngày tiến ông Công, ông Táo về trời để bẩm báo những việc đã xảy ra trong gia đình của một năm vừa qua. Lễ vật cúng táo quân truyền thống gồm có mũ ông Công gồm hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Mũ dành cho các ông táo thì có hai cánh chuồn, mũ táo bà thì không có cánh chuồn. Màu sắc của mũ áo hay hia ông Công ông Táo thay đổi hàng năm theo ngũ hành. Những đồ mã này sẽ được đốt đi sau lễ cúng ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp. Với các gia đình cúng sai thuần khiết, mâm cỗ cúng có thể gồm các món canh thập cẩm, rau củ hoặc canh mang chay, nam rau củ, đậu phụ sốt nấm cay tứ xuyên, giò chay, chả chay, chảo nấm, xôi, chè, nộm, xào thập cẩm rau củ. Đơn giản hơn nữa, có thể chuẩn bị mâm cỗ cúng chay theo trường phái trí tuệ. Theo đó, mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo chỉ gồm một mâm ngũ quả, một bát chè, một đĩa xôi, hoa tươi, nước, nến đỏ và ba ông cá chép sống. Những người theo trường phái này không dâng cúng và đốt mũ, tiền vàng và cá chép giấy. Khi thắp hương xong, gia chủ sẽ mang cá thả ra sông. Tuy nhiên, nếu bạn là một Phật tử, cần chú ý đến các lễ vật dâng cúng ngày tiễn ông Công, ông Táo, cũng như tổ tiên, đây là những lễ vật thanh tịnh. Không chỉ là hương, hoa, trà, quả thực, lễ vật quan trọng nhất chúng ta cần dâng lên là hương của tâm. Hương niệm, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến hương. Với các gia đình muốn cúng mặn, mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo bao gồm một đĩa gạo, một đĩa muối, gà luộc hoặc một khổ thịt vai gáy luộc, một bát canh, một đĩa xào, một đĩa giò, một con cá chép rán hoặc cá chép sống, một đĩa xôi gấc, một đĩa hoa quả, một ấm trà sen, ba chén rượu, quả cau, lá trầu, một lọ hoa, một tệp giấy tiền vàng mã. Sau cùng, khi bày trí đồ vật cũng như chuẩn bị mâm cúng vào ngày 23 tháng Chạp này, gia chủ nên chú ý một số điều sau. Các lễ vật được sử dụng để cúng ông thần tài thổ địa cần được sắp xếp đơn giản, khoa học, cần phải sạch sẽ và thành tâm nhất. Thời gian thắp hương thần tài thổ địa được cho là tốt nhất là khoảng từ 6 đến 9 giờ. Đặc biệt tại các cửa hàng nên thắp hương lên bàn thờ vào mỗi buổi sáng trước khi mở cửa hàng. Khi thay nước mới cho bàn thờ cần rửa sạch sẽ các chén thờ. Lưu ý không nên để nước quá đầy trong chén thờ. Mực nước nên cách miệng chén tầm khoảng 1cm là hợp lý. Đèn thờ nên lựa chọn loại đèn bằng dầu hoặc nến bởi nó thể hiện cho sự ấm áp và linh thiêng trong thờ cúng. Nên chọn các loại quả và hoa tươi để cúng ông địa thần tài. Một số loại hoa tươi thường được lựa chọn đó là hoa cúc vàng, hoa đồng tiền. Đồ lễ sau khi cúng xong có thể hạ xuống ăn uống như bình thường.
lưu ý nên chia đổ lễ cho con cháu trong nhà thay vì chia cho người ngoài. Bởi theo quan niệm, việc chia đổ lễ cho người ngoài sẽ khiến cho tài lộc bị phát tán và tiêu hao. Tại khu vực đặt bàn thờ, thờ cúng thần tài thổ địa, không nên để các con vật nuôi chạy lung tung, bạn nhé. Vâng, thưa quý vị, có thể nói cúng 23 tháng chạp là điều quan trọng đối với mọi gia đình. Việc này liên quan đến niềm tin và tín ngưỡng của người Việt, sự mong chờ về một năm mới đầy viên mãn, may mắn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị nắm được cách cúng thần tài thổ địa sao cho đúng và chuẩn nhất để không ngừng gia tăng vượng khí và tài lộc cho gia đình mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.